Chào mọi người, trong video 8 tôi đã từng kể cho các bạn nghe câu chuyện tôi xây dựng một căn nhà ốc như thế nào. Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi, rộng 60m², 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 1 phòng tắm. Thì nó giống như là một căn hộ chung cư ở Việt Nam vậy đó. Điều đáng nói ở đây là tôi xây dựng căn nhà đó chỉ với 2 người, một già một trẻ, và chúng tôi chưa bao giờ thông qua một trường lớp đào tạo nào cả. Vậy thì làm sao mà tôi có thể xây dựng được một căn nhà như vậy? Đó là nhờ cái bộ đồ chơi sau lưng của tôi đây. Điều trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn tên gọi và công dụng của từng món đồ trong bộ đồ chơi của tôi nhé. Trong thế giới Power Tool thì Dewo là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Ngoài ra Mỹ còn có Macaulay, Nhật thì có Makita, Ryobi, Đức thì có Bosch. Trên thế giới còn có rất nhiều thương hiệu khác, nhưng mà chủ yếu là những cái tên mà tôi vừa đề cập là nó phổ biến thôi. Ở Việt Nam thì các bạn có thể thấy những cái thương hiệu này, nhưng có điều ở Việt Nam là người ta sử dụng có dây nhiều hơn. Còn cái bộ đồ chơi của tôi thì nó là không dây, wireless. Không dây thì nó mắc hơn thiệt đó, nhưng mà nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều. Ví dụ như bạn cầm cái thiết bị, mình leo lên mái nhà hay là mình chui xuống đường hầm, hoặc ai đó chui vô cống thì người ta không cần phải nối dây dài ra lằng ngoằng rắc rối lắm. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi chỉ cần cầm theo những cái cục pin thôi. Cứ hết là thay pin. Đây là cái cục pin pin sạc đây. Như cục này là 5A và 18V. Ở Úc thì người ta chỉ cho 18V, còn ở Mỹ được tới 20V, mà cũng chả hiểu tại sao. Check pin ở đây. Công nghệ của các hãng thì tương đối khá giống nhau, chỉ hơn nhau là cái độ trâu của pin. Cho nên sau này mà pin ăn nào mà trâu hơn thì nó ăn thôi. Được thêm một cái nữa là những cái đồ chơi của Dewo, tại sao mình chọn, tại vì nó tương đối nó nhẹ hơn so với những cái hãng khác. Thiết bị đầu tiên mà tôi nghĩ là nhà nào cũng có, đó là cái fan này. Tên tiếng Anh nó gọi là Impact Driver. Tôi gắn pin vào đây nhé. Thì cái khoan này nó có thiết kế nó khá đơn giản, tại vì nó chỉ có một cái đầu thôi, một cái đầu như thế này đây. Cho nên các bạn chỉ việc kéo cái đầu này lên là các bạn có thể gỡ được mũi khoan ra. Các bạn nên mua một cái loại kit, một cái bộ mũi khoan như thế này đây. Có rất là nhiều các mũi khoan khác nhau để các bạn có thể thay thế. Thì các bạn cứ chọn một cái mũi khoan nó phù hợp với con ốc của bạn. Các bạn rút ra là các bạn gắn vô cái đầu này, thế là xong. Thì cái khoan này của mình nó khá là mạnh đấy, cho nên người ta mới thiết kế cho nó có 3 cái level khác nhau để các bạn có thể điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp. Chứ nếu không các bạn cứ ngồi cứ bấm hết sức vô như thế này đấy, thì nó sẽ bắn nát hết tất cả các con ốc. Thì cái công dụng của cái mũi khoan, cái khoan này nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà người ta sử dụng rất là nhiều, cho nên mình thấy là nhà nào cũng có. Cái khoan thứ hai cũng rất là phổ biến, đó là một cái hammer drill driver. Tại sao nó là hammer drill driver? Tại vì nó có một cái hệ thống, một cái cơ chế là bạn có thể vừa khoan vừa đục nó, cho nên người ta gọi hammer. Hammer là búa đó. Thì cái khoan này người ta sẽ gắn cái những cái mũi khoan như thế này. Thì làm cách nào là các bạn gắn, các bạn bóp cái đầu, các bạn bóp cái đầu như thế này, và bạn nó sẽ mở cái đầu ra, rồi các bạn sẽ gắn cái mũi khoan nó vào bên trong và khóa nó lại. Rồi các bạn khoan thôi. Cái mũi khoan này của tôi là cái mũi khoan gỗ đi. Ví dụ như nếu mà các bạn có những mũi khoan mà các bạn muốn khoan bê tông chẳng hạn, thì các bạn chỉnh qua cái chế độ là hammer, bạn qua chế độ hammer thì nó sẽ vừa khoan nó vừa đục. Mũi khoan nó cũng rất là mạnh, cho nên người ta cũng sẽ điều chỉnh, người ta sẽ cho bạn là cái ba cái level để bạn chọn. Tiếp theo là một cái tool, một cái angle, cái này người ta gọi là cái Angle Drill Driver. Thì nó thực ra nó cũng giống như cái khoan hồi nãy thôi, chỉ có điều là cái đầu của nó sẽ có một cái góc như thế này, nó sẽ có vuông. Ví dụ như nếu mà so sánh với cái khoan phía bên này á, thì nó quá dài, thì cái này nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ ngắn hơn. Các bạn đưa nó vô vào cái vị trí đặc biệt, cái vị trí mà cái khoan này không thể đưa vô được. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn cái đầu gắn này nó cũng ná giống nhau đó.
nghe động cơ rất là sướng. Đây, cái drill này nhìn giống như là một cái súng. Vậy thì cái drill này sử dụng để làm cái gì? Bóp thử nha. Xin lỗi nha, mình gắn không chắc các bạn ạ. Nó phải gắn gì như thế nào đây? Nó có cái khóa. Rồi, giờ thì chắc rồi đấy. Nó sử dụng cái động cơ tận tiến, đi tới đi lùi. Thì nhìn như một cái súng nhưng mà thật ra nó là cái cưa. Nó sẽ cắt rất là mạnh. Lưỡi cưa này của mình á là lưỡi cưa gỗ. Mình có thể có những cái lưỡi cưa bằng sắt dùng để chặt đinh, để chặt đinh chém sắt, thì đó là cái công dụng của cái cưa này. Ví dụ như chiếc saw là cái máy này đây, nó cũng là một cái máy cưa chuyển động tận tiến nhưng mà lên xuống. Mình sẽ bóp như thế này. Một cái cưa khác mà mình sử dụng rất là nhiều đến nỗi mà cháy cái lưỡi luôn, cho nên bây giờ là mình không còn cái lưỡi, đó là cái circular saw. Circular saw thì nó là một cái cưa mà cái lưỡi khoan của nó là khoảng 16.5 cm. Thì công dụng của nó là sử dụng để cắt những cái tấm ván. Những cái tấm ván nó sức mạnh của nó sẽ mạnh hơn cái chiếc saw hồi nãy, tại vì nó cái đường kính của cái lưỡi khoan nó to hơn. Nó có thể chỉnh cái góc độ, cái level bằng cách bạn chỉnh cái level ở đây. Có thể nó có thể bend ra thẳng ra như thế này. Rồi các bạn có thể chỉnh cái lưỡi, à không, cái bàn, để cho để điều chỉnh cái độ sâu của cái lưỡi khoan, của cái lưỡi cưa. Đây mình có cái khoan, một cái khoan chuyên dụng để khoan bê tông. Và nó ngoài cái chức năng khoan bê tông, nó còn có chức năng đục nữa. Nó sẽ đục mạnh hơn cái hammer drill này. Nó có cái búa, có biểu tượng cái búa ở đây. Nhưng mà cái này đục những cái bê tông thường thôi. Và bê tông mà mạnh hơn thì chơi cái khoan này. Mình thì làm mất những cái đục rồi. Bình thường nó sẽ có cái đục dài như thế này nè. Đấy, thì nó sẽ nặng hơn những cái kia. Ở đây cũng có cái chế độ vừa đục vừa khoan. Cái máy này nó gọi là máy bào thôi, chứ chả có gì cái gớm cả. Ví dụ như bạn có thể chỉnh cái độ sâu của cái lưỡi cắt, rồi sau đó các bạn bóp và các bạn bào, điều chỉnh cái độ sâu của cái lưỡi cưa, bóp và các bạn đẩy. Cái máy bào nó là như thế này. Tiếp tục là một cái thiết bị khá là hữu dụng mà mình rất là thích xài, đó là cái Green Angle. Cái lưỡi này hiện tại là mình sử dụng để cắt sắt. Các bạn có thể thay bằng cái lưỡi này. Thì cái lưỡi này sử dụng mình sử dụng để cắt đá marble hay granite. Ở Việt Nam nó gọi là đá hoa cương đó. Đấy, nó lộn này. Thiết bị này, đây là cái multi-tool. Các bạn coi cái vị trí lưỡi cưa đây. Nó nằm ở sát phía dưới. Nằm sát phía dưới. Và nó sử dụng cái hệ thống chuyển động tĩnh tiến qua lại. Nó giống như là cái máy cắt tóc gì đó. Và người ta sử dụng như thế này để đưa nó vô những cái vị trí khó như là sát dưới lại sàn nhà. Bình thường những cái cưa với cái lưỡi cưa nó quá lớn thì các bạn không thể cắt được những cái vị trí đó. Các bạn muốn cắt những cái nhỏ nhỏ như thế này thì cái multi-tool này nó rất là hiệu quả. Và tại sao nó gọi là multi-tool? Là tại vì người ta thiết kế ra rất là nhiều cái đầu lưỡi để các bạn có thể thay. Cái này có thể cắt nè. Ví dụ như các bạn có, nó có thể chà dưới nhá nó, tại vì nó chuyển động qua lại mà. Ví dụ như chà dưới nhá như thế này. Bây giờ mình không có đủ hết tất cả các đầu lưỡi, cho nên mình không có thể biểu diễn cho các bạn coi. Các bạn có thể tự sạc lên trên mạng đó để tìm hiểu thêm về thiết bị này. Cuối cùng mình cũng giới thiệu cho các bạn cái anh này đây, rất là nặng, súng bắn đinh đấy.
là cái loại này là bánh bánh frame, tức là bánh cái gỗ lớn, thì đinh này nó sẽ dán lại thành như thế này, bạn phải mua cái bộ như thế này. Cái thiết bị này nó rất là hiệu quả nếu như các bạn chỉ có, ví dụ như có mình đi, có một mình mà ngồi và đóng nguyên một cái nhà, thì nếu mà kêu mà ngồi đóng đinh bằng tay á, một cái giọng từ sáng đến tối chắc đứa chết, thì cái súng này rất là hiệu quả ở chỗ là các bạn chỉ đưa vô bóp một cái là nó bắn thôi. Nó rất là mạnh. Lúc mình xây cái nhà cũ á, mình xài Baslod, tại vì Baslod họ sử dụng gas, họ cái ống gas gắn vô đây cho nên bắn nó sẽ nhanh hơn. Còn cái anh này thì anh sử dụng pin thôi. Ngoài những cái khoan, những cái cưa mà các bạn vừa thấy, tôi còn có sử dụng một số những cái thiết bị đo đạc chuyên dụng khác, ví dụ như là cái máy laser này. Các bạn để ý nhìn vào cái vị trí này nhé, các bạn có thấy cái đường ngang hay không, và bây giờ là đường thẳng. Khi mà các bạn muốn lót gạch sao cho nó thẳng, thẳng theo đường thẳng đứng và thẳng theo hàng ngang á, thì người ta sử dụng cái máy này sẽ rất là hiệu quả. Ngoài ra thì tôi còn có cái máy này nữa. Đây là cái thước, một cái thước đo bằng laser. Tôi muốn đo từ vị trí này cho tới cái tường đằng sau lưng để tôi thử focus. Đấy, các bạn thấy cái laser nó nhảy ra đấy, và chúng ta có chính xác từ đây đến đó là nó dài khoảng 4 mét 2. Chỉ vậy thôi. Thật ra thì mình còn có nhiều cái thiết bị chuyên dụng khác, nhưng mà trong cái khuôn khổ clip này thì mình không thể nào mà chia sẻ hết cho các bạn được. Tôi chỉ giới thiệu cho các bạn một số những cái thiết bị chính thôi. Những nước phát triển thì giá nhân công của họ rất là cao, đồng thời dân số của họ cũng không có nhiều nữa, cho nên một người phải có sức lao động tương đương với 2-3 người. Chính vì vậy mà những cái thiết bị chuyên dụng này nó ra đời để nó làm hỗ trợ, nó làm tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc nó tăng lên, từ đó nó giúp đỡ cho con người rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là mỗi căn nhà nó cũng tương đối nhỏ thôi, nhưng mà một người mà chưa qua một trường lớp đào tạo như tôi rất là đơn giản, đó là vào một cái shop, vào một cái cửa hàng mua những thiết bị chuyên dụng và tập cách sử dụng nó có thành thạo và áp dụng vô ngay cái công việc của mình, và hiệu quả nó rất là đáng kinh ngạc đó. Thêm vào đó là tôi muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ như thế này, nhất là các bạn nam đấy, các bạn nên tháo vát tí xíu nhé, điều đó sẽ tốt cho các bạn và tốt cho nhiều người nữa. Các bạn nên mua những thiết bị lao động như thế này, ý như là không cần phải mua hết nguyên một bộ như vậy đâu. Tại vì sau khi xây nhà xong thì thậm chí như tôi là có một số món là tôi không xài, tôi cất một đống trong nhà kho đấy. Nhưng ít nhất là các bạn nên sở hữu hai cái khoan này, đó là cái hammer drill và cái impact driver. Tại vì sao? Tại vì tất cả những cái thiết bị, những cái vật dụng trong nhà đều có sự hiện diện của mấy con ốc, cho nên cần có hai cái này. Không chỉ các bạn nam mà các bạn nữ cũng vậy. Mình để ý, mình thấy khá nhiều phụ nữ phương Tây ở bên Úc họ họ cũng sở hữu những cái khoan như vậy, giống như là không phải cái thương hiệu DeWalt. Những cái máy, những cái khoan này nó quá mạnh rồi, nó quá nặng rồi. Họ sử dụng những thương hiệu khác có công suất nhẹ hơn, nhưng mà cũng là có sở hữu trong nhà. Clip này nội dung chỉ vậy thôi, đó là giới thiệu sản phẩm. Ngoài ra tôi còn có những clip khác với những cái nội dung khác, các bạn có thể theo dõi, nhấn subscribe, follow tôi trên Facebook hoặc là fanpage. Trên đó có rất nhiều cái clip với những cái nội dung khác. Vậy nha, tạm biệt.